Xin chào quý bà con, thì hiện tại trung tâm chế phẩm sinh học đang có mặt tại nông trại của chú Hiến ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì chú Hiến đang sử dụng cái máy xay đa năng khí đạt để mà ứng dụng vào cái quy mô chăn nuôi của mình. Hiện tại thì dòng máy này chú đang sử dụng để xay những gì ha, và mình xay cho con gì ăn nè? Ở đây là chú xay cây chuối, xay rau cải, củ quả các chợ mà mình gom đem về thì mình xay cho nó ăn. Xong rồi á thì xay ra thì cho con ấu trùng của ruồi đinh đen ăn. Dạ. Thì hiện tại là một ngày mình xay khoảng bao nhiêu ký? Một ngày ở đây á thì khoảng 3-4 ngày mới xay một lần. Dạ. Một lần xay vào khoảng chừng 50 ký rau quả. Hiện tại thì ở nông trại của chú Hiến, một ngày chú xay khoảng là dao động khoảng 50 kg các loại phụ phẩm từ rau củ quả mình thu gom từ các chợ ở địa phương ha. Thì với quy mô là nuôi ruồi đinh đen của chú thì trung bình là cứ khoảng 3-4 ngày chú sẽ xay một lần. Ngoài ra thì hiện tại Hiếu có thấy thêm là chú còn xay những cái phụ phẩm từ việc ấp trứng ha.